Đây bắt đầu mình hướng dẫn các bạn gọt cách băng cục nhanh nhất nha các bạn. Đầu tiên là mình cắt cái đít nha. Cắt cái đít cắt sát vô luôn không sao cho nha các bạn. Cắt đít. Cắt trên đầu luôn. Đó, xong rồi mình lặn hai bên. Cắt sát vô. Không có đụng muối đâu khỏi sợ. Cắt này thấy ok nhất nha các bạn. Rồi xong mình bổ đôi ra. Đó. Bổ đôi xong mình lột bạn. Bạn lột cái đó đi luôn à. Rồi ok. Thành phẩm. Cái trái này nó bị sượng các bạn. Này là chưa tới 1 phút 20 giây nha các bạn. Xong rồi các bạn. Cách này là cách nhanh nhất nha. Gọt cái đít xong, gọt cái đầu. Xong rồi đi vòng vòng. Gọt sát vô vòng vòng. Máy nhanh gấp kì không? Rồi chẻ đôi cái băng cục ra. Đầu lột ra. Ok. Bạn bấm thời gian ơi, không tới 1 phút 30 giây luôn nha các bạn. Nè, nó mỏng quá. Rồi, hoàn thành. Cứ tiếp tục về thì mình cứ cắt tiếp nha các bạn. Quan trọng là phải cắt với nước nha, có nước mới được nha các bạn. Chiếc ai mà làm cái chen này cái hàng chi cũng biết măng cục giờ không có chín ăn luôn nè. Có ngày cái lấy măng cục sống nó buồn buồn đó, lấy măng cục sống mua hổ muối Tây Ninh nữa ăn giết muốn phát cái măng cục luôn rồi. Chen này quá trời hot luôn các bạn ơi. Xong rồi nè các bạn, nhanh gọn lẹ không đó, đây là cách nhanh nhất nha các bạn. Cái muỗng cũng không nhanh bằng này đâu. Các bạn cắt đôi ra, các bạn lấy muỗng á, muỗng làm cũng không nhanh bằng này. Ok. Cắt hai đường. Gọt đường đít nữa. Xong rồi gọt vòng vòng. Ngâm thao nước muối nha các bạn, bỏ vô nha, cho hồi măng cục nó đừng có đen. Hôm nay đúng là năm tâm tay của măng cục thiệt à. Tâm tay măng cục của mấy chị gà. Anh gà, chị gà lên đường hết. Chứ cái chen nữa hot, hot tới giờ mới vẫn còn hot luôn các bạn ơi. Thấy báo đăng mấy anh chị Sài Gòn đó, mướn mấy anh chị sinh viên gì đó. Ngày gọt măng cục gần cả triệu bạc. Tiền công đó các bạn. Xong thành phẩm các bạn, con lành cành đào. Cách này là nhanh nhất nha các bạn, cứ gọt hai cái đầu, gọt hai cái đầu xong rồi cắt chẻ đôi ra rồi lột thôi, nó đi theo cái đường chỉ hết trơn à, đường chỉ đi luôn nha các bạn. Đó. Thấy không, đường chỉ đi sạch luôn nè. Ok,